Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn. Thực ra thì áp lực thì không phải, nhưng dưới những cái câu chuyện mà mọi người nhắn tin rất nhiều trong cái vấn đề liên quan đến câu chuyện của em Giao, thì S8 TV cũng lên tiếng ở đây để cho mọi người biết những sự việc nó như thế nào là hợp lý. S8 TV trước khi làm video này xin nhấn mạnh là S8 TV ở đây không đứng về bên nào, không đứng về anh em nào cả, bởi vì em xin phép đứng ngoài mọi đấu tố. S8 TV chỉ nói những gì là sự thật và những gì mà S8 TV biết để cho tất cả cô chú anh chị và các bạn được rộng đường dư luận và biết những câu chuyện mà S8 TV chứng kiến khi anh em ở trong Nam ra ngoài Bắc, cũng như là bản thân em Giao. Thì ở đây S8 TV một lần nữa nhấn mạnh là những sự việc mà S8 TV biết và anh em từ trong Nam ra ngoài Bắc, S8 TV có xem, có nghe, nhưng S8 TV chưa đánh giá điều gì cả. S8 TV chỉ muốn nói cô chú anh chị và các bạn, đúng sai hãy để cho cộng đồng. Nhưng câu chuyện ở đây, chúng ta có cần thiết đến thời điểm hiện tại hay không, để làm có cần thiết phải đẩy những căng thẳng hay không, thì đấy là việc của tất cả mọi người. Em chỉ muốn nói ở đây là giữa những cái lùm xùm, giữa những cái câu chuyện thì mình xin phép là đứng ngoài. Mà cái quan trọng nhất ở đây là em xin kể ra những cái chi tiết mà có lẽ đến thời điểm hiện tại, đến thời điểm hiện tại mọi người không biết, thì là thời điểm khi mà cơ quan chức năng đã bắt tạm giam luôn rồi, thì để kể cho mọi người. Còn xin phép là những cái lùm xùm của em không tham gia vào nhé. Bản thân S8 TV đã tuyên bố kênh S8 TV, kênh S8 Vlog trong tất cả mọi hoàn cảnh sẽ không tham gia vào cái lùm xùm đấu tố với ai cả. Với tất cả những anh em YouTube đã đến quay nhà Giao, S8 TV đều là bạn. Với câu chuyện những anh em đi ra ngoài này, đối với S8 TV là một sự trân trọng, nhưng rất tiếc rằng là nó không được như mong muốn. Thì thôi, giờ đây kể cho mọi người nghe câu chuyện như thế này, để chúng ta rộng đường dư luận, để chúng ta thấy những câu chuyện nó diễn ra ra làm sao nhé. Khi mà bản thân Giao xuống máy bay, thì câu chuyện ở đây là có cái sự hiểu nhầm giữa S8 TV cũng như các anh em đi đón, trong đó có cả anh A Xin hay là chị Hồng Càn hay là Tâm Giòm hay là những anh em khác. Thì lúc đó thật sự là em chưa biết đến kênh Tâm Giòm đâu. Thật sự là có xem biết cái logo của Tâm Giòm, xem video rồi, nhưng thật sự là hôm đó là lần đầu tiên gặp. Bởi vì là nó là những cái ngỡ ngàng, nhưng lúc đó thì lần đầu tiên gặp Tâm Giòm cũng như các anh em, nhưng cái sự tôn trọng, mến mộ cho nhau thì đã có ngay từ buổi ban đầu. Ở đó thì nói thật với mọi người như thế này, khi đó thì Giao xuống sân bay thì tất cả mọi người đều không biết rằng là thật sự là không biết là Giao đã nhận được cái sự giúp đỡ của anh Chiến Lợn, nói xin lỗi nhưng mà của anh Chiến và gia đình. Nhưng cái lúc đó Giao không nói cho mọi người biết cũng là một nỗi khổ, và nó cũng là một sự hợp lý. Bởi vì tại sao? Lúc đó thì bọn em thì thấy bên anh Chiến để các anh em đến hộ tống Giao đi, thì tưởng là giang hồ hay là bên nào đó đến sách nách Giao đi, thì khá là bức xúc và nhảy ra can thiệp. Thì được cái sự can ngăn của cơ quan chức năng ở đó, tức là bên phía an ninh sân bay, và sau đó tất cả mọi chuyện là được an ninh sân bay mời về làm việc. Và câu chuyện đó lại là một câu chuyện rất là hay, khi mà tất cả mọi người đã hiểu ra cái vấn đề và sau đó ai về nhà đấy. Nhưng nó có một cái lấn cấn như thế này, nó có một cái lấn cấn như này mà rất tội cho em Giao. Mình xin nói ở đây là mọi người đừng bao giờ trách Giao trong câu chuyện này. Em ấy đáng thương hơn là đáng trách, đáng thương hơn đáng trách rất nhiều như cô chú chị Hoàng. Tại sao? Trong câu chuyện đó Giao chính là người, là một nạn nhân của Luân, là một nạn nhân đã phải trải qua những cái đau đớn. Chính vì thế cho nên là khi mà Giao tiếp xúc với ai á, Giao tiếp xúc với ai, Giao rất cẩn thận. Và thật sự là cảm giác là cô ấy lúc nào cũng e rè, nói đến đây lại nổi cái da gà lên rồi, hay là các anh em gọi nổi ốc cục rồi. Giao rất cẩn thận. Và trong cái câu chuyện đấy, khi người của anh Chiến đến á, Giao run cầm cập, và may quá thì lúc đấy là có chị Hồng, thì làm cho Giao đỡ hơn một chút. Nhưng thật sự là lúc đó mình mới cảm nhận là cái tâm trạng của Giao. Và thật sự là anh Chiến Lợi, anh Chiến, vợ chồng anh Chiến là một người cực tốt ở Hải Dương. Họ đã lấy lại một cái hình ảnh rất đẹp của người Hải Dương để
cho mọi người thấy rằng là có cái sự giúp đỡ của anh ấy đối với câu chuyện của Giao. Thì tất cả nó chỉ là hiểu nhầm thôi, tất cả nó chỉ là hiểu nhầm trong chốc lát thôi. Nhưng lúc đó thì bản thân chị Hồng hay là Star TV cũng rất là bực, bản thân những anh em kia cũng bực, nhưng tại sao họ vẫn bám trụ lại với Giao? Tâm Dòm hay là những anh em khác vẫn bám trụ lại với Giao. Thì sau khi làm việc với cơ quan an ninh, mình muốn nói với cô chú anh chị và các bạn là mọi hiểu nhầm đã được xóa bỏ. Và lúc đó thì mình cũng bực, mình lên xe mình chở các anh em đi về trên đường là mình bực, mình chửi Giao rất nhiều. Nhưng tại sao Star TV vẫn đồng hành cùng Giao khi về gọi chị Hồng đến và nói với trên xe là chị Hồng là người lớn tuổi nhất trong câu chuyện này, thì chị Hồng nói với các anh em những cái tình tiết diễn ra ở sân bay và cái sự bực bội của mọi người như thế nào, thì để cho anh em biết, để cho mọi người biết, đúng không ạ, để cho mọi người biết rồi mọi người cân nhắc là ở hay về. Thì thật sự là lúc đó thì bản thân em ngay hôm sau thì em đã về trên Hà Nội. Thì không biết là các anh em rời khỏi đó trình tự như thế nào, nhưng vẫn thấy rằng là những anh em như Tâm Ròm hay là một số anh em khác đã di chuyển hình như là gần xuống đến nhà của anh Chiến hay là ở đâu đó trên đó để thuê nhà nghỉ hay là khách sạn. Nhưng mà mình thật sự là lúc đó em cũng bực quá, thì có mới có cái câu chuyện là rời về Hà Nội thôi. Nhưng còn cái chi tiết mà mọi người quan tâm nhất, đó là chi tiết tại sao lại có những cái ghi âm ở trong câu chuyện. Thì xin thưa với tất cả mọi người này, bản thân em, chị Hồng hay những anh em lúc đó chỉ là bực Giao, giống như là người trong nhà bực nhau thôi, và nói những cái câu nói đó thì rất là bình thường. Và khi gọi anh em đến là ở đây là chị Hồng cũng đã chia sẻ, Hồng Bí Ngô là chia sẻ ở đây là tất cả những câu chuyện này chỉ để cho mọi người biết. Và cái quan điểm lúc đó là tất cả mọi người đều nói chuyện ở cái lúc đấy là rất là bực, phải nói là cái lúc đấy là rất là bực Giao. Nhưng mà lại nhận ra một điều là mình đang trách nhầm Giao, bởi vì em ấy là người bị tổn thương, chính em ấy là người bị tổn thương nhất trong câu chuyện đó. Tại sao chúng ta ở ngoài chúng ta trách cứ Giao, nhưng chúng ta không hề biết là Giao còn phải giữ bí mật với rất nhiều chuyện. Và bản thân anh Chiến cũng không phải là người muốn phô trương trên mạng xã hội, cho nên anh ấy giữ bí mật trong tất cả mọi chuyện với các anh em. Đến bây giờ khi mà cái câu chuyện nó được đưa ra thì anh Chiến anh mới trải lòng trên cân của anh Asin. Thì lúc đó sau khi làm việc tại sân bay á, phải nói lại như này, sau khi làm việc tại sân bay thì có anh Asin đi về cùng Giao, hỗ trợ cho Giao. Thì bọn mình đi về, bạn chị Hồng thì không đi. Và mình có nghe nói chị Hồng nói là anh Asin bảo chị Hồng là chị Hồng đi cùng. Nhưng mà chị Hồng lúc đấy còn vướng xe ô tô, cho nên là chị Hồng không đi. Và mình là người lái xe, mình xin đính chính là mình là người lái xe ô tô từ lúc đi đón anh em cho đến lúc đêm xuống sân bay. Thì thật sự là bọn mình khi về đến nhà thì bản thân Star TV cũng như là chị Hồng chỉ nói ở đây với tất cả mọi người là bực Giao giống như là một đứa em. Thật sự là chỉ bực Giao giống như một đứa em. Nhưng mà cái lúc đó là tại lúc đó, thời điểm lúc đó, cái ngữ cảnh và cái cảm xúc lúc đó nó làm cho mọi người bực, chứ không có cái câu chuyện ở đây là trách Giao nặng lời đến vậy đâu. Nhưng tất cả mọi người đều suy nghĩ đó là gì, đó là vẫn sẽ theo câu chuyện của Giao bằng mọi giá để cho tên luôn phải trả giá trước pháp luật. Thế cho nên chị Hồng bức xúc, chị Hồng nói em cũng Star TV cũng bức xúc, nói thậm chí là Star TV văng tục rất nhiều. Nhưng rất tiếc rằng trong câu chuyện đó, trong câu chuyện đấy lại có những anh em YouTube chơi với nhau rất lâu rồi và đã nói rằng không được ghi âm. Bởi vì mọi người biết sao, cứ động một chút nói chuyện là ghi âm, là ghi âm thế này, là ghi âm thế kia. Mà bản thân chị Hồng đã nhắc rất rõ, đây là câu chuyện giống như là một câu chuyện gia đình, không được ghi âm. Vậy nhưng có những anh em đã ghi âm và đưa cho mọi người, thì bản thân Star TV thấy nó khá là bình thường. Em có bảo chị Hồng là đấy chỉ là cảm xúc của em và chị, không việc gì cả, kệ anh em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, còn ai nghĩ sao thì tùy. Mình phải hiểu rằng con Giao là một người rất là đáng thương. Lúc đó gọi là con Giao có nghĩa là anh ở phía sau lưng Giao á, bọn em nói là con Giao thì nói chuyện giống như một người bình thường thôi. Nhưng không nghĩ là câu chuyện nó lại được
các anh em đăng trên mạng xã hội. Nhưng thôi thì câu chuyện đấy nó đã trải qua rồi, và giờ mới là đến cái mà Etam TV muốn nói này. Thật ra thì Etam TV chỉ nói qua, không nói cặn kẽ để cho mọi người hiểu là khi Tâm Dòm cũng như các anh em hôm qua Etam TV xem được cái video của Tâm Dòm trên Facebook này, trên kênh YouTube này, thì mình thấy rằng là các anh em đang có nói đến một người, là nói đến anh A Xin. Mình cũng xin nói với tất cả mọi người ở đây là mình đã rơi nước mắt khi xem cái video của Tâm Dòm, và cũng thấy những cái sự đấu tố giữa các anh em. Nhưng mình muốn nói ở đây là mình rất đồng cảm và rất thương anh em YouTube miền Nam. Bản thân mình là một người làm việc trong Nam đến 20 năm nay rồi, cũng có thể coi là một YouTuber miền Nam, bởi vì mình làm tất cả mọi việc là ở trong Nam. Mình ra ngoài Bắc này là mình đón, muốn cùng chị Hồng đón tiếp anh em, nhưng thật sự là kinh phí của mình cũng không có nhiều. Nhưng cái sự việc nó diễn ra thì mỗi người lúc đó là một cảm xúc khác nhau. Anh em chia thành nhóm, nhóm 2 người, nhóm 3 người, có check in Sài Gòn đời lữ thứ, có nhóm của Tâm Dòm, có nhóm của những anh em khác nữa. Mỗi người chia ra một đoạn để đi, rồi cũng chia nhau ra để về. Nhưng khi nhìn thấy cái video của Tâm Dòm thì mình rất là ân hận. Tại sao mình về trên này mà mình không liên lạc được? Bởi vì em xin số của Tâm Dòm mà không ai cho cả. Em quên, em cũng không hỏi A Xin luôn. Em cứ tưởng là anh em về rồi, thế là không liên lạc. Đến khi mình xem mình mới biết là thật sự là mình rất là buồn. Khi mình xem mình mới thấy rằng là Tâm Dòm cũng như các anh em vẫn đang ở đó, và là chờ đợi một ngày nào đó có thể ghi hình giao tất cả mọi việc ở đây. Khi bọn mình đi đón giao, mục đích là vừa đảm bảo an toàn cho giao, bố trí chỗ ăn chỗ ở, đồng thời hy vọng là trước khi làm việc với cơ quan chức năng, bọn mình có thể ghi hình giao, anh em ở trong Nam ra có thể ghi hình giao, ghi hình về những cái cảm xúc của giao khi làm việc với cơ quan chức năng. Còn nói thật với mọi người là vấn đề an ninh của giao thì trong tất cả mọi tình huống, tất cả mọi người đều đặt ra những cái tình huống khác nhau để đảm bảo cho giao cái sự an toàn. Nhưng cái mà mình muốn nói ở đây đó là sau những câu chuyện lùm xùm thì mình cảm thấy các anh em đã phải chịu một cái gì đó giống như là thiệt thòi, vì không được ghi hình giao. Khi giao ra ngoài này làm việc với cơ quan chức năng thì chúng ta cũng thấy rằng là bản thân các cơ quan chức năng cũng đã đảm bảo an toàn cho giao, đội ngũ bảo vệ của anh Chiến, gia đình anh Chiến cũng đảm bảo cho giao những cái vấn đề liên quan đến an ninh. Và một trong những cái điều kiện đó là giao không thể xuất hiện nhiều trên các kênh. Nhưng cái vấn đề ở đây là xảy ra giữa các lùm xùm, cái câu chuyện là cắt đuôi, và một phần nữa là mình cũng thấy rằng là có những câu chuyện là đang lùm xùm cái việc là A Xin có đánh bản gậy bản quyền một số anh em. Mình không biết là A Xin có đánh hay chưa. Mình cũng nhắn tin cho A Xin là thôi, cái câu chuyện bản quyền là anh em nên bỏ qua vấn đề đó, bởi vì chúng ta cũng đều là những anh em YouTube đồng nghiệp. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục gây căng thẳng với nhau hoặc có những cái căng thẳng, người buồn nhất sẽ là em giao. Chúng ta hãy hiểu trong câu chuyện này. Mình vẫn muốn nói ở đây với cô chú anh chị và bạn, chúng ta có tranh cãi thế nào đi chăng nữa, chúng ta có nói gì chăng nữa, thì người trong câu chuyện này tội nghiệp nhất vẫn là giao, đúng không ạ? Người tội nghiệp nhất vẫn là giao. Đây là cái mà mình muốn nói, là giao đáng thương hơn là đáng trách ở chỗ đó. Và mình cũng muốn nói với cô chú anh chị và các bạn là bọn mình từ Tâm Dòm cho đến những anh em khi mà chia sẻ ở căn phòng cùng với chị Hồng luôn là một điều mà mình cảm thấy nó đau đớn cái gì đó trong lòng. Nó giống như là một cái gì đó mà bọn mình muốn nói, bản thân Etam TV muốn nói rõ để cho cô chú anh chị và các bạn biết. Và hy vọng là tất cả những câu chuyện từ đầu đến giờ, từ khi em giao bước xuống sân bay cho đến cái thời điểm sau này hay thời điểm hiện tại, mọi người có thể giữ được cái gì đó là hòa khí. Và mình rất hy vọng là tất cả mọi người sẽ tìm được cái tiếng nói chung ở đây. Trước khi kết thúc cái video thì Etam TV chỉ hy vọng là tất cả mọi người sẽ tìm được tiếng nói chung để có cái gì đó sau này chúng ta còn giữ lại, ví dụ là tình cảm anh em đồng nghiệp này,
tình cảm anh chị em này. Ngoài việc làm YouTube ra, chúng ta còn gặp nhau ở ngoài đời. Và cái điều quan trọng nhất là bây giờ Luân là kẻ đã bị bắt, thì chúng ta cũng phải nhìn vào ở đây là có cần thiết chúng ta phải có những cái sự căng thẳng hay không. Mình hy vọng là tất cả những anh em sẽ có những cái nhìn nhận hợp lý. Còn đối với mình cũng mong rằng câu chuyện ở lùm xùm giữa các anh em sẽ kết thúc ở một lúc nào đó cho nó hợp lý. Bản thân Etam TV xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng kênh, và Etam TV sẽ đồng hành cùng với tất cả mọi người chia sẻ những cái tin tức nóng ở ngoài Hải Dương này. Và lưu ý với tất cả mọi người, em không tham gia vào những câu chuyện đấu tố, nhưng em biết những vấn đề nào thì em sẽ chia sẻ, và mong là mọi người có thể có cái sự đoàn kết. Chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an. Cảm ơn tất cả mọi người.